Vào lúc 15 giờ chiều qua, tàu Trường Sa 20, lữ đoàn 955 vùng 4 Hải quân làm nhiệm vụ thì nhận được tín hiệu cứu nạn của tàu cá BTH97497TS bị hỏng máy chính thả trôi cách đảo Sinh Tồn Đông thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa khoảng 6 hải lý về hướng Tây Bắc. Nhanh chóng tiếp cận và tổ chức cứu kéo, đến 19 giờ, tàu Trường Sa 20 kéo tàu cá bị nạn về khu vực đảo Sinh Tồn Đông neo đậu an toàn và khắc phục sửa chữa. Tàu cá BTH 97497 TS có 11 ngư dân do ông Nguyễn Trí ở huyện Đảo Phú Quý làm thuyền trưởng. Tất cả thuyền viên đã tiêm 3 mũi vaccine phòng COVID-19 và làm xét nghiệm âm tính trước khi rời bến. Hiện tại, sức khỏe các ngư dân bình thường.